Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống. Và trước khi bắt đầu tập ngày hôm nay, mình xin gửi lời cảm ơn tới bạn Nguyễn Jim đã đăng ký làm hội viên của kênh, cũng như xin gửi lời cảm ơn tới bạn Ren Lê Huỳnh 3947 đã donate cho kênh. Đồng thời mình cũng rất hy vọng mọi người sẽ chia sẻ những câu chuyện tâm linh của bản thân trên những cung đường về cho kênh truyện Audio Đêm Khuya trong cái sự kiện Event 01 Tài Xế và Những Chuyến Đi Lạnh Gáy Nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, do một nhà báo có tên là Huấn Minh chia sẻ lại về những điều tâm linh xảy ra với gia đình của chú ấy, cũng như những điều mà chú ấy được chứng kiến, được thấy và nghe kể lại trong những chuyến đi khắp mọi miền Tổ quốc. Xin chào mọi người, tôi là một nhà báo có ghi lại được một số tư liệu về chuyện tâm linh trong các chuyến công tác. Hôm đó là ngày 23 tháng 7 năm 2016, tại bảo tàng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đầy tại Phú Quốc, đặt tại Phú Xuyên, Hà Nội. Giám đốc bảo tàng là ông Lâm Văn Bằng, là một chiến sĩ Phú Quốc. Do kinh hoàng về sự tra tấn dã man đối với bản thân cũng như các đồng đội, ông có về quê ở Phú Xuyên lập nên bảo tàng. Ông ấy có kể là bảo tàng do ông lập nên nhưng rất linh thiêng bởi sự hiện diện của các vong linh liệt sĩ. Một thời các bữa ăn dành cho những đồng bào tới thăm bảo tàng rất hay bị ôi thiêu, cho dù nhà bếp vừa nấu xong và mọi người được tổ chức ngồi ăn ngay. Về sau ông ấy hiểu ra, và mỗi khi nấu ăn xong đều là một mâm dâng lên điện thờ mời các liệt sĩ ngự thiện trước, thì từ đó cơm dành cho khách mới không bao giờ bị ôi thiêu nữa. Đồng thời trước đây, cứ tới ngày rằm mùng 1 thì điện thờ cứ hôi rình lên, mùi của người lâu không được tắm. Ông Bằng kể mùi rất khét. Rồi ông cũng hiểu ra cho là một cái nhà tắm tượng trưng, trong đó có đặt vòi nước, xô nước, khăn mặt, xà phòng, gương lược cho các chiến sĩ tắm giặt. Thế là cũng từ đó những cái mùi khét kia cũng hết luôn. Còn về những chuyện tâm linh trong những chuyến đi của tôi thì cũng có không ít. Đối với nhiều người chúng ta thì chuyện áp vong gọi hồn cũng không còn lạ gì. Giờ chúng ta có kể cũng là để chia sẻ cho mọi người cùng nghe cho vui. Do vậy đây cũng không phải là mang tính phổ biến kiến thức, cho nên cũng không phải để cho các bạn học tập, có chăng chỉ là tham khảo. Lần đầu tiên tôi được rủ đi gọi hồn là vào năm 1981. Khi đó tôi mới là sinh viên năm thứ hai. Hồi sinh viên được học triết học của Mác Lênin cho rằng không có chuyện tâm linh, Chúa Trời, Thánh Thần, Ma Quỷ, Vong Linh chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người mà thôi, chết là hết. Do vậy tôi được nghe mọi người nói gọi hồn được thì cũng lạ và không tin lắm. Người rủ tôi đi là bà cô nuôi. Cô ấy giới thiệu nhiệt tình quá nên tôi cũng miễn cưỡng đi theo. Địa điểm là Mai Dịch, Hà Nội, nơi bây giờ là bệnh viện 198 của công an. Bà cô nuôi của tôi cũng mua cho tôi hoa trị giá 5 hào và ít trái cây để dâng lễ, vì tôi lúc đấy là sinh viên, lấy đâu ra tiền. Lúc vào cuộc, người gọi vong là một bà già mù. Tôi nghĩ bụng là bà ấy bị mù, liệu những điều bà ấy nói có đúng hay không? Mình mắt sáng thì có nên tin bà mù này không? Không hiểu sao cái ngày đấy gọi hồn toàn là những người mù thôi. Thời điểm đó là thời gian bao cấp, cả xã hội đều nghèo đói. Hôm đó tôi gọi bà nội tôi lên. Lúc đầu bà nói chung chung, khen tôi biết gọi bà lên là nhớ tới bà. Cái đó không ấn tượng mấy, vì tôi cho rằng có thể người giúp gọi hồn bịa ra. Nhưng sau đó tôi nhớ nhất có hai chi tiết. Câu đầu tiên, bà ấy chuyển lời của bà nội tôi là: chỗ hoa này là bà cô khắc máu với con cho con tiền mua để cúng bà đó, cô ấy rất tốt. Lúc tôi nghe thế thì rất giật mình. Sao mà bà nội tôi hoặc là bà thầy gọi hồn mù lại biết rằng đây là cô khắc máu mà tôi gọi là cô nuôi cho tôi tiền mua hoa? Chuyện này tôi khá là bái phục. Chi tiết thứ hai là tôi hỏi vong bà nội tôi khi bà nhắc là có cần hỏi gì nữa hay không. Bà ơi, chúng con khổ quá,
bao giờ cuộc sống của chúng con mới hết khổ được? Vong bà nội có đáp, 10 năm nữa các con hết khổ nhé. Nghe tới đây thì tôi không tin lắm. Có vẻ như vong bà nội do bà thầy mù này bịa ra, nói để xã giao và mang tính động viên mà thôi. Câu chuyện hôm đó thì dừng ở đấy. Ít năm sau, tôi tốt nghiệp đại học ra trường. Bố mẹ về hưu nghèo, không thân thế gì. Tôi rất khó xin việc, cuộc sống bấp bênh. Nhưng đúng 10 năm sau, vào năm 91, tôi đi thi làm phóng viên cho một tờ báo và bất ngờ đoạt ngôi thủ khoa. Bất ngờ hơn nữa là tòa soạn đó nhận tôi vào làm rất vô tư, công bằng, không đòi hỏi của tôi hay gia đình một đồng một xu nào. Điều đấy là hiếm có trong xã hội ta. Từ đó cuộc sống của tôi và gia đình mới hết khó khăn và dễ thở hơn. Việc tôi xin được làm chính thức cũng không phải tự nhiên nó có, mà trải qua câu chuyện bố tôi đi tìm ra mộ cụ nội của tôi. Đấy là chuyện mà tôi sẽ kể tiếp đây. Một thời gian sau tôi mới nhớ lại rằng năm xưa mình được vong bà nội báo trước là 10 năm sau cuộc sống của tôi mới hết khổ. Giờ công nhận, hôm đó bà nói đúng, chứ không phải xã giao hay đãi bôi gì cả. Câu chuyện này và nhiều sự việc khác xảy ra sau đó trong gia đình tôi khiến tôi phải công nhận rằng những chuyện tâm linh và thế giới tâm linh là có thật, và quên đi lý thuyết của Marx Lenin nói không đúng về tâm linh. Ông nội tôi mất từ lâu rồi. Ông nội mất năm 1946 khi mới 38 tuổi. Bà nội mất năm 1952 khi 44 tuổi. Tức là tuổi đời của các cụ còn khá trẻ. Dòng họ nhà tôi tới đời ông bà đã 6 đời khá giàu có. Từ đời bố tôi vô sản hóa nên cũng nghèo như bao nhà. Cụ nội tôi mất đi vào năm 1939, để lại một gia sản cực lớn cho ông bà nội tôi. Ông nội thì là con duy nhất của cụ. Lúc đấy gia sản với hàng nghìn mẫu ruộng và rất nhiều bất động sản ở Hà Nội. Nghe chuyện chúng tôi được biết, tuy ông bà nội tôi mất trẻ nhưng cũng làm được một số việc. Đã từng xây chùa. Năm Ất Dậu 1945 đói kém, ông bà mở hết các cửa kho thóc để đón những người nông dân túng thiếu lấy về sử dụng. Lũ trẻ như chúng tôi khi đó nghe chuyện chỉ biết vậy và không có tí cảm xúc gì. Thế rồi gia đình tôi cũng như mọi gia đình Việt Nam khác đã trải qua hai cuộc chiến tranh rất khốc liệt. Những người thân ruột thịt của gia đình tôi cũng ở trên hai chiến tuyến đối ngược. Về sau tôi mới biết bác tôi hoạt động trong ngành tình báo của chế độ chúng ta hiện nay, còn chú tôi thì lại là nhân viên tình báo Mỹ CIA. Tất cả đều ở những vị trí vô cùng nguy hiểm. Và gặp nguy hiểm nhất có lẽ là bố tôi. Ông sinh năm 1933. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, ông là một chỉ huy của một đoàn xe chuyên đưa ô tô từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Ông đã từng hàng ngàn lần vượt qua những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ như cầu Hàm Rồng, ngã ba Đồng Lộc, Chuông Bồn, Phà Danh, Phà Bến Thủy. Ông vượt hàng vạn cây số đầy bom nổ nhanh, nổ chậm của Mỹ. Để làm tấm gương cho đồng đội, ông từng phải lái những chiếc xe cảm tử để hút máy bay Mỹ nghi binh cho những xe khác đi qua tuyến lửa. Khi đó, mẹ tôi ở nhà khóc hết nước mắt vì lo nghĩ bố tôi sẽ hy sinh. Nhưng bà già là vợ cả của ông ngoại tôi, không sinh ra mẹ tôi, là một người hết sức nhân hậu, đã nói với mẹ tôi rằng: "Con đừng lo, nếu nhà có phúc thì nó không bị sao đâu." Vâng, thế là hết chiến tranh, bố tôi cũng trở về thật. Mấy lần bố tôi đã bị trúng bom, nhưng chỉ vào phần mềm nên còn không được công nhận là thương binh nữa kìa. Ngoài bố tôi, bác và chú tôi cũng an toàn. Ngoài ra, một điều kỳ diệu là 100% con cháu chắt chút râu rể của ông bà nội tôi, tới nay cũng có khoảng gần 50 người đang sống ở Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng đều may mắn vượt qua tất cả những tình huống nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện đó tôi cũng xin kể sau. Cuộc sống quá náo nhiệt nên chúng tôi cũng chưa cảm nhận được sự bình an của gia đình là vì sao. Nhưng rồi một ngày, chúng tôi ngồi nhớ lại và ngỡ ngàng nhận ra, có lẽ bởi ngày xưa ông bà nội tôi đã từng xây chùa, làm từ thiện, cứu giúp người nghèo. Nhớ nhất là đã cùng họ vượt qua trận đói kinh hoàng năm Ất Dậu 1945. Vì các cụ nhà tôi có nhiều ruộng đất nên kho thóc rất lớn.
và năm đấy đã cứu giúp được rất nhiều người, nhiều gia đình. Có lẽ như vậy, và vì những công lao khác của các cụ tổ tiên từ xa xưa mà con cháu chúng tôi mới được may mắn an toàn như vậy. Như tôi đã từng kể là bố tôi có đi tìm và tìm thấy mộ của cụ nội tôi. Sau khi tìm ra mộ cụ, bố mẹ tôi đang hàng ngày cãi lội òm tỏi đích tai phố phường hàng xóm thì tự nhiên im hẳn, không cãi lộn nữa. Và tôi thì xin được việc làm ngon lành trong hoàn cảnh bố mẹ là quân nhân và viên chức nghèo đã nghỉ hưu, không thân thế gì. Tiếp sau đến năm 94, tôi có hai chú em song sinh đã 24 tuổi rồi mà vẫn lông bông, không xin được việc. Gia đình tôi tiếp tục lo, vẫn là nỗi lo bố mẹ tôi nghỉ hưu nghèo, không thân thế gì thì sao xin được việc cho các em. Vì lo quá nên mẹ tôi xin đại cho một cậu em làm công việc sơn bánh đà cho xe công nông. Thời đó xe công nông đang thịnh hành. Hàng ngày chú ấy phải bê hàng trăm bánh đà rất nặng từ kho ra sân để sơn và phơi nắng. Công việc nặng nhọc nhưng mỗi tháng chỉ nhận được có 40.000 đồng, tương đương mua được 15 lít xăng thời giá đó, nay là vào khoảng 400-500.000. Tiền ít thế thôi, việc nặng thế đó, làm thì làm, không thích thì biến. Vậy mà mẹ tôi cứ động viên và lạy van để em tôi không bỏ việc. Thương em và chăn trở, tôi cũng bí và nhớ lại, có lẽ cụ nhà tôi rất thiêng, nên tôi tư vấn cho mẹ. Mẹ ơi, cụ nhà mình thiêng lắm, mình đi thỉnh vong cụ lên xem cụ nói thế nào. Mẹ tôi đồng ý ngay. Hôm đó hai mẹ con tôi tới cơ sở một bà gọi vong ở phố Bạch Đằng, gần gầm cầu Trương Dương. Bà này cũng bị mù. Mẹ con tôi chờ 6 nhà khác cũng tới thỉnh vong. Các vong của những nhà đó là ma đói, ma khát, nên lên toàn đòi ăn uống, hút sách, chửi bới con cháu người thân, cử chỉ khá là thiếu văn hóa. Tôi ngồi đợi tới lượt, trong bụng mới nhầm nghĩ: sao các vong được mời lên lại nhếch nhác thế nhỉ? Nếu vong cụ tôi lên mà cũng nhếch nhác như thế thì tôi không tin. Bởi cụ nhà tôi là người đàng hoàng, có của ăn của để, khi sống là người có vị trí trong xã hội. Đợi vài tiếng rồi cũng tới lượt vong của cụ tôi được thỉnh lên. Cụ lên phong thái ngược lại hẳn so với những vong trước mà tôi được chứng kiến. Cụ đĩnh đạc, từ tốn, ăn nói ví von, có văn hóa. Yếu tố đó bước đầu đã khiến cho mẹ con tôi tin tưởng. Tôi có nhanh miệng hỏi cụ: cụ ơi, cụ cho biết có thể xin được việc làm cho các em con không ạ? Cụ thong thả trả lời: cứ để yên, cụ sẽ cho công ăn việc làm tử tế. Rồi cụ nói với mẹ tôi: các con cháu ta, ta sẽ để ý cho. Con đừng có vội vàng vơ bèo vạt tép, việc nặng nhọc sơn bánh đà xe cũng bắt nó phải làm nhé. Hai mẹ con tôi lúc đấy chột dạ: sao mà cụ lại thông tỏ thế nhỉ? Nghe xong, hai mẹ con tôi ra về, nghĩ bụng cụ hứa thế thì xem thế nào. Trở về trước đây, trước khi lấy mẹ tôi thì bố tôi có một cô người yêu xinh đẹp, làm nghề ca sĩ, tên là Bình, ở phố Phùng Hưng, Hà Nội. Cô ấy thì rất tốt, sau này vẫn quan hệ tốt với cả bố và mẹ tôi. Cô ấy thì có một người em gái tên là Nghi. Khi bố tôi và cô Bình chia tay nhau thì cô Nghi mới lên 8 tuổi. Sau đó bố tôi tiếp tục hành quân vào Nam chiến đấu, cũng ít quan tâm tới gia đình cô ấy. Năm 1994, một công ty rất lớn bắt đầu mở rộng thị trường ra Bắc. Họ có đặt trụ sở văn phòng đại diện tại 25 Phan Đình Phùng và loan tin tuyển nhân sự. Bố tôi nghe thế, thật thà đem hồ sơ các em tôi tới đó để nộp. Tiếp bố tôi là cô trưởng phòng tổ chức, nay gọi là giám đốc nhân sự. Cô này thì lạnh lùng trả lời bố tôi: thôi được rồi, bác nộp đơn cho các cháu thì tôi thay mặt tiếp nhận. Nhưng chúng tôi cũng không hứa hẹn gì với bác đâu nhé. Nói thật với bác là chúng tôi ưu tiên tuyển chọn con em trong ngành thôi. Nếu có dư nhân sự thì chúng tôi mới tuyển đến con nhà bác. Bố tôi nghe vậy thì tiêu nghỉu ra về. Rồi bỗng nhiên mấy ngày sau, bố tôi lại đạp xe tới văn phòng công ty. Bố gặp cô trưởng phòng tổ chức, hỏi: cô cho tôi hỏi, có phải cô tên là Nghi hay không? Cô trưởng phòng mới mở to mắt:
Dạ đúng rồi, sao bác lại biết tên em? Bố tôi thong thả đáp. Anh là Hùng đây. Cô trưởng phòng lúc đấy mới reo lên vui mừng. Ôi thì ra là anh à, sao lại gặp được anh nhỉ? Trời ơi mừng quá. Vậy là tuy bố tôi và cô Bình đã chia tay nhau từ lâu, nhưng gia đình cô ấy vẫn quý mến và nhớ bố tôi, bởi vì bố tôi là con nhà tử tế và hiền lành. Chỉ cần nhắc tới như vậy, cô Nghi nhớ ra ngay. Chuyện trò với bố tôi một thôi một hồi, cuối cùng cô ấy kết luận. Anh cứ yên tâm, em sẽ lo cho các con anh đi làm. Thế là ít tuần sau, em tôi bước vào nhà máy, chính thức trở thành người lao động. Công ty này thì là doanh nghiệp lớn, làm ăn tốt, nên em tôi có thu nhập khá so với mặt bằng của xã hội. Cuộc sống tới nay khá yên ổn, đúng là chỉ có mơ, nhà tôi mới có được. Hai mẹ con tôi nhớ tới cái lần thỉnh vong cụ gần đây và thán phục cụ khéo sắp xếp. Cứ cho rằng việc bố tôi gặp lại cô Nghi chỉ là tình cờ mà thôi, thì việc cụ báo trước chính xác về công ăn việc làm của em tôi quả là rất tài tình. Điều thần kỳ là sau bao nhiêu năm không gặp lại mà bố tôi vẫn nhận ra cô Nghi, mà lúc chia tay cô ấy mới có 8 tuổi. Đó là yếu tố quyết định của câu chuyện này. Phải công nhận là các cụ ở dưới âm cái gì cũng biết. Chúng ta không nên xem thường việc tâm linh và những tổ tiên đã thác, mọi người ạ. Tôi cũng xin nói thêm, tôi là người viết báo. Bọn tôi có quan niệm viết càng ngắn càng tốt. Do vậy, viết ở đây cũng cố viết ngắn và đủ ý nhất có thể, để mọi người đỡ mất thời gian mà vẫn nắm được ý chính. Tôi có một cậu con trai sinh năm 1985, từ nhỏ rất lười học và mê game và bóng đá. Cháu học rất kém từ lớp 1 đến lớp 11, mải game, bóng đá, bê trễ học hành. Tôi làm nghề viết báo, đi dạy người đời. Mẹ cháu thì tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài. Tình hình con học thế này, trượt đại học là cái chắc. Như thế thì quê lắm. Cuối năm lớp 11 của cháu, cờ bí tôi lại chỉ biết đi gọi cụ hỏi và xin cụ mà thôi. Vợ chồng tôi quyết định gọi hồn cụ nội của tôi, bởi lần trước hỏi cụ, cụ đã nói chính xác rồi, và cơ bản là biết cụ thương yêu con cháu nên cứ lạm dụng. Khi lên, cụ có nói: ta sẽ để tâm cho cháu nó chăm học lên và nó sẽ thi đậu nhé. Vợ chồng tôi có vẻ nghi ngờ lời cụ dặn và còn hỏi lại: thằng đó mà cũng chăm học được hả cụ? Cụ đáp gọn: đúng rồi, các con đừng lo. Vợ chồng tôi về giấu nhẹm cái việc đi gọi hồn cụ, và cụ nói như vậy với con. Nhưng đúng là hết lớp 11, con tôi có chuyển biến hẳn. Ngồi ăn cơm, nó phán hai câu xanh rờn: thôi, mình hiểu rồi, mình mà không vào được đại học thì không yên được với cái nhà này. Mọi người trong nhà này không ai trượt đại học cả, nên nếu mà mình trượt thì ôi lắm. Đáng mừng là từ đó cháu bắt đầu lăn vào học. Không thể tưởng tượng là chỉ trong thời gian ngắn nó lấp được hết mọi kiến thức bị hỏng và đi thi đại học, vào được khoa lấy điểm cao nhất của Đại học Giao thông Hà Nội. Giờ tôi mới ngẫm, đúng là cụ đã để tâm và phù hộ cho nó quên được game và bóng đá để học. Cụ đã phù hộ cho nó có bản lĩnh để vượt qua được cám dỗ, thử thách. Thử hỏi, trong chúng ta giờ đã ngồi vào chơi game thì có ai dừng được hay không? Một lần khác, vợ chồng tôi quyết định đi gọi hồn ông nội tôi, tức là ông nội của chồng, bởi mấy lần đã gọi cụ rồi nhưng chưa gọi ông bao giờ. Tại nhà cô Đồng, chúng tôi cung cấp ngày mất và nghĩa trang ông đang tọa rồi ngồi chờ. Lần này chờ lâu lắm, mãi không thấy ông lên. Khoảng 10 phút sau thì có hồn lên kêu khóc thảm thiết: con ơi, nhà mình ly tán quá con ơi. Thế hồn la khóc, tôi không dám cắt ngang bởi muốn tôn trọng cảm xúc của hồn đang phiêu. Một lát hồn tạm ngưng, tôi thỏ thẻ hỏi: thưa hồn, có phải là hồn của ông nội con không ạ? Hồn lại mếu máo chỉ vợ tôi: ta là ông nội của vợ con. Rồi hồn lại ôm vợ tôi tiếp tục khóc: nhà ta ly tán quá. Hồn ông nội vợ tôi cứ khóc mãi, mỗi nội dung như vậy chừng 15 phút rồi thăng. Lát sau, ông nội tôi cũng lên,
nhưng ông chỉ nói nhà tôi không có vấn đề gì. Câu chuyện của ông nội tôi hôm đó thì không có gì đáng chú ý cả. Về đến nhà, hai vợ chồng tôi cứ lạ là sao định gọi hồn ông nội chồng mà ông nội vợ lại lên. Vợ chồng tôi không hề có ý định gọi ông nội vợ lên mà ông lại lên. Không hề khai tên, ngày mất và nơi tọa của ông ở đâu mà ông cũng lên được. Mà nhà vợ khi ấy có dấu hiệu gì là ly tán đâu, tất cả vẫn bình yên. Liệu có nhầm lẫn gì hay không? Câu hỏi đặt ra với vợ chồng tôi nhiều năm, và rồi chúng tôi bận bịu nhiều công việc nên cũng quên mất. Mai tới năm 2010, tức là sau cuộc gọi hồn hôm đó 14 năm, tôi mới nhớ ra và liên tưởng thì thấy đúng là nhà vợ đã quá ly tán. Nay tôi đã ly dị vợ, không tiện kể lại cái sự ly tán ấy diễn biến và kết thúc như thế nào, bởi vì vợ chồng tôi ly dị cũng là một phần của sự ly tán. Chỉ nêu kết luận là gia đình vợ tới đó thì đúng là ly tán thật, ly tán toàn phần. Giờ thì hiểu vong lên hôm đó đúng là vong của ông nội vợ, và ông đã cảnh báo trước gia cảnh cho con cháu biết. Đó cũng là một sự kiện đáng nhớ của chúng tôi và của cái việc thỉnh vong nói chung. Một chuyện khác thì liên quan tới nguyện ước của bà nội tôi. Gia đình tôi thì giờ cũng nghèo như nhiều gia đình bình thường khác, nhưng các cụ từ đời ông bà nội tôi trở về trước là những người giàu có. Gia đình tôi có cơ sở mà nay tôi ghi là quê quán ở phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 1940, ông bà nội tôi có xây một ngôi chùa trên núi, hiện thuộc đất của một thành phố cách Hà Nội 50 cây. Tôi xin không nói địa danh thực của một số cơ sở của gia đình tôi để tránh có thể gây ra sự xáo trộn, mất an ninh trật tự nào đó. Nhưng ông bà nội tôi mất sớm. Ông nội mất đầu năm 1946, thọ 38 tuổi. Bà nội mất năm 1952, thọ 46 tuổi. Ngày xưa các cụ thường mất sớm, nhà giàu có cũng không sống thọ được bởi các điều kiện về y tế còn hạn chế. Trước khi mất, bà đã làm một số việc. Trong tuần lễ vàng hiến vàng cho kháng chiến, bà đã cho người giúp việc chất vàng đầy vào các thúng phủ lá chuối. Ngày đấy người ta bảo quản tài sản chỉ thô sơ như vậy, rồi bảo người giúp việc gánh đem nộp cho kháng chiến. Ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946, bà nội tôi có đưa 6 người con, trong đó có bố tôi, từ Hà Nội đi tản cư ở một thị trấn gần ngôi chùa tựa xây đó. Nhưng chỉ năm 1949, bác gái cả của tôi 20 tuổi, bác trai 18 tuổi và bố tôi 16 tuổi đã đi bộ đội. Khi đó Hà Nội đã yên hơn, bà đưa nốt 3 người con còn lại là các cô chú tôi trở về Hà Nội. Lúc đó, các bác và bố tôi cũng chưa thật lớn tuổi và lại đi làm cách mạng hết, không ai ở bên bà. Các cô chú tôi thì còn nhỏ. Bà mất đột ngột, không kịp chăn chối gì về con cháu. Tôi thì có chút đa nghi nên đã đặt câu hỏi. Bà đã hiến vàng cho cách mạng, nhưng chắc chắn là chưa hiến hết. Vậy số còn lại thì bà để đâu? 6 người con của bà, trong đó có bố tôi, không ai biết gì về chuyện này và không thấy ai kể gì. Tôi thì vẫn âm thầm đinh đinh rằng chắc bà còn cất ở đâu đó mà các con chưa biết. Phải nói thêm rằng thời đó gia đình ai có của thì bị rất nhiều người, từ người thân tới thiên hạ dòm ngó, nên chuyện cất giấu phải cẩn thận chứ không thể bô bô được. Các cụ cất giấu kỹ tới mức con cháu không thể biết được ở đâu. Nhiều nhà cũng có hoàn cảnh tương tự thế. Đến năm 2011, tức là khoảng hơn 10 năm trước, khi rảnh việc cơ quan hơn, lần đầu tiên tôi nói với bố tôi: hôm nào bố đưa con lên xem lại ngôi chùa mà ông bà nội ngày xưa xây thế nào nhé. Ít hôm sau, bố đưa tôi và một chú em đi ô tô tới đó. Ngôi chùa được xây dựng trên một quả núi khá lớn. Bây giờ địa điểm đó vẫn khá là heo hút. Vậy mà cách đây hơn 80 năm, nó còn heo hút tới đâu nữa. Thế mà ông bà nội tôi vẫn tới đó xây chùa, cũng là một điều đáng suy ngẫm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hôm bố con tôi tới thì ngôi chùa đã không còn. Ba bố con tôi leo lên núi thẫn thờ đứng nhìn. Quả núi ngày xưa ông bà nội tôi chọn xây chùa nay thuộc một dự án xây dựng. Ba cha con tôi đang ngẩn ngơ thì có tiếng nói từ dưới chân núi nói vọng lên: này, mấy ông lên kia làm gì đấy?
vì từ trên cao không hét to xuống dưới được. Đoàn chúng tôi lững thững đi xuống gặp người vừa nói. Anh này tên là Đào, là cán bộ bảo vệ của dự án. Tôi có giải thích. Ngày xưa ông bà nội tôi có xây ngôi chùa ở trên núi. Cha con tôi hôm nay mới thu xếp trở lại xem thôi. Khi nghe tới chuyện cha con tôi đi thăm ngôi chùa cũ, anh bảo vệ dịu giọng thân thiện ngay. Anh còn nói, thì ra ngôi chùa đó là của nhà mình. Cháu sinh sau đẻ muộn nhưng cũng được nghe kể về ngôi chùa đó. Rồi anh kể tiếp. Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, trong phong trào bài bác mê tín dị đoan, người ta đã phá nhiều chùa chiền, nên ngôi chùa của nhà mình cũng bị phá vì vậy. Tôi mới than thở. Ngôi chùa bị phá sạch, không còn gì cả. Anh bảo vệ tên là Đào có trả lời tôi. Vẫn còn những cái móng làm bằng đá chôn sâu trong lòng đất đó anh. Rồi anh ấy lại dẫn cha con tôi trở lại đỉnh núi để xem lại những cái móng bị lấp dưới những lùm cây lúp xúp. Nói chuyện thêm được một lúc thì cha con tôi xin phép ra về. Chú em tôi đã nổ máy xe rồi, nhưng tôi chợt nhớ ra một việc, bảo là tắt máy đi đã. Tôi xuống xe bảo với chú bảo vệ. Anh cho chú số điện thoại, dặn phòng xa, nếu chú có về Hà Nội thì gọi cho anh em mình ngồi uống cốc bia. Sau đó cha con tôi mới về hẳn. Tới 5 giờ chiều hôm đó, có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Alo, chào anh ạ. Có phải sáng nay gia đình anh lên để tìm ngôi chùa không ạ? Tôi mới đáp. Đúng rồi, có việc gì không anh? Người đầu dây bên kia nói tiếp. Anh ạ, em tên là Đông, là cán bộ của dự án nơi có ngôi chùa của nhà anh ngày xưa. Em vẫn thường xuyên đến chơi ngôi chùa, được gặp và nói chuyện với bà chủ của ngôi chùa đó. Bà nói với em một số điều, dặn em phải tìm và nói lại với con cháu của bà một việc suốt. Nếu đúng anh là con cháu của bà thì em kính mời anh quay lại để em được gặp và truyền đạt lại nội dung công việc mà bà đã trao đổi. Bà rất hy vọng đấy anh ạ. Bà còn nói là khi nào em truyền đạt lại cho con cháu của bà xong, bà sẽ phù hộ cho em làm ăn tốt anh ạ. Chứ nói thật với anh, bây giờ em làm ăn bết bát lắm. Buổi sáng cha con chúng tôi tới, anh Đông không có mặt vì phải đi công việc. Tới chiều về thì được anh Đảo, cán bộ bảo vệ kể lại và cho số điện thoại, anh Đông mới gọi được cho tôi là vì vậy. Tôi thấy lạ quá, ngôi chùa thì bị phá rồi mà chú cán bộ dự án nói là vẫn tới chơi thăm ngôi chùa được. Bà nội tôi thì đã mất lâu rồi, sao mà chú ấy gặp được? Tôi không thể hiểu thực hư thế nào và quyết định là ngay hôm sau sẽ trở lại để gặp chú cán bộ đó. Trên đường đi tôi có nghĩ, chuyện này có vẻ gì đó khá kỳ lạ, mang tính chất hoang đường. Gặp anh Đông, nếu anh ấy tỏ ra có vẻ gì bất thường là tôi sẽ không tin đâu. Sau hơn một giờ đi xe máy, cha con tôi cũng tới được nơi hôm qua. Và cũng nhanh chóng cha con tôi gặp được anh Đông vì đã hẹn nhau từ trước. Anh đưa cha con tôi về một căn nhà cấp 4 công vụ của dự án mà gia đình anh đang tá túc. Ngoài anh thì còn có vợ và một con nhỏ của anh. Nhanh chóng vào câu chuyện, anh kể luôn, giọng hướng về bố tôi vì cụ là người lớn tuổi. Thưa bác, hầu như tuần nào cháu cũng tới chơi ngôi chùa này. Tôi mới cau mày trộm nghĩ, chùa thì bị phá rồi, làm sao mà cậu ấy tới chơi được. Mọi người nhớ rằng ngôi chùa bị phá vào khoảng năm 1958 ở một địa danh khác, còn anh Đông thì sinh vào năm 1968, tức là 10 năm sau khi ngôi chùa đã bị phá, và quê anh thì ở Hưng Yên, không phải là nơi có ngôi chùa. Rồi anh Đông kể tiếp. Và các đêm thì ngôi chùa đều hiện ra rất rõ ràng. Đấy là ngôi chùa có ba gian, hai trái. Hàng ngày cháu vẫn tới ngôi chùa chơi đến nỗi thuộc hết các cảnh vật và ngóc ngách của chùa. Tới phần liên quan tới bà nội tôi, chủ của ngôi chùa, thì anh Đông có kể. Bà chủ ngôi chùa tên là Lan. Bà kể là bà có 6 người con, chia làm đôi ở hai quốc gia. Nghe tới đây thì tôi sợt cả da gà. Đúng là ông bà nội tôi có 6 người con, và 6 người con của bà đã chia đôi, hiện đang sinh sống ở hai quốc gia. Hai bác và bố tôi đi theo cách mạng nên sống ở Việt Nam. Ba cô chú của tôi thì vào năm 1954 được lôi cuốn đã lẻn đi tản cư vào Sài Gòn
và từ năm 1975 thì di tản hết sang Hoa Kỳ, nay định cư bên đó. Bà đã mất với tôi, nhưng vẫn còn tồn tại và hiển hiện với anh Đông này, cung cấp cho anh ấy những thông tin chính xác về gia đình nhà tôi. Tôi có nói với anh Đông như thế này, và do tôi hơn tuổi anh ấy nên có xưng hô như thế. Chú nói là chú tới chơi cái ngôi chùa hàng ngày đến nỗi thân thuộc. Vậy chú có thể vẽ lại sơ đồ ngôi chùa để bố tôi coi là có đúng hay không, có được không? Xin mở ngoặc là bố tôi hồi nhỏ cũng đã thường xuyên ở ngôi chùa này vì là chủ của gia đình. Bố ở đó tới năm 16 tuổi mới đi bộ đội nên còn khá nhớ ngôi chùa. Anh Đông thì vui vẻ đáp ngay. Được anh ạ. Rồi anh lấy ra tờ A4, ngồi hí hoáy vẽ một lúc. Vừa vẽ, anh Đông vừa thuyết mình. Ngôi chùa nằm trên quả núi thế này, hướng ngôi chùa như thế này. Mặt trời mọc đằng đông ở đây, lặn đằng tây ở đây. Đây là cầu thang đá chạy từ chân núi lên chùa. Chiếu nghỉ của thang thì ở đây. Cạnh chiếu nghỉ là có cây đại. Hàng ngày có rất nhiều chim tới đậu ở trên cây, hót líu lo vui lắm. Xem anh Đông vẽ và thuyết mình, bố tôi ngồi lặng thinh. Tôi cũng hồi hộp theo dõi xem bố đưa ra đáp án như thế nào. Cứ để cho anh Đông vẽ và thuyết mình xong, bố tôi đưa ra một kết luận. Chú vẽ hoàn toàn chính xác. Tôi mới thở phào. Anh Đông tỏ ra bình thản, bởi rất tự tin vào bản thân. Coi như việc mình vẽ chính xác là đương nhiên, không thể bàn cãi. Anh Đông nói bà nội tôi tên là Lan rất đúng. Bởi tên bà trong giấy khai sinh là Nguyễn Thị Lý, nhưng pháp danh nhà chùa của bà là hiệu Diệu Lan. Thêm một chi tiết nữa cũng đáng ngỡ ngàng. Tới đây cha con tôi không thể ngờ vực về câu chuyện mà anh Đông đã kể lại cho chúng tôi. Anh ấy không bốc phét một tí nào. Còn điều nữa, anh ấy muốn truyền đạt lại ý của bà cho cha con chúng tôi đó là: bà còn cất giấu của cải, chủ yếu là vàng, ở những nơi là cơ sở của gia đình. Bà muốn con cháu đi tìm, khai quật lên và lại xây chùa. Thế thôi, bà không dặn gì hơn. Anh Đông mới thanh minh. Bà nói là khi nào cháu truyền đạt lại ý của bà cho con cháu bà sẽ phù hộ cho cháu làm ăn thuận buồm xuôi gió. Hôm nay cháu được gặp bác và anh là cháu mừng lắm, bác ạ. Bà hứa với cháu rất chắc chắn đó, và cháu tin là bà nói đúng, bác ạ. Anh Đông là người rất đàng hoàng. Khi tiếp đón cha con tôi, anh vận đồ sơ vin rất gọn gàng. Anh là người có văn hóa, nói năng gọn gàng, đủ ý, rõ ràng. Trước khi ra về, tôi rút ra tờ 200 ngàn gửi anh và nói khéo: chú cầm cho anh ít tiền này, mua hộ anh hương hoa thắp cho các cụ tại bàn thờ của nhà chú nhé. Thế vậy thì anh từ chối đây đẩy. Không anh ơi, bác và anh lên tới đây là quý lắm rồi, em không lấy tiền của bác và anh đâu. Và cứ vậy, anh Đông chối nguôi nguẩy, tôi đành cất tiền vào túi. Với cái phong cách đĩnh đạc và câu chuyện của mình, anh Đông đã làm cho cha con chúng tôi tin tưởng hoàn toàn. Rõ ràng là anh ấy không hề có ý định gì lừa đảo gia đình tôi cả. Qua câu chuyện của anh, tôi ngẫm nghĩ thế giới tâm linh rất đa dạng và phong phú. Như nhiều người thì đã gặp gỡ với người thân đã khuất trong các giấc mơ. Còn tôi thì mọi người trong gia đình tôi không bao giờ gặp được các cụ tổ tiên như vậy cả. Tôi đã từng tâm sự về điều này với một số bạn. Nhưng cuối cùng thì cha con tôi lại được nghe lời của bà kể thông qua anh Đông, là một con người không hề có họ hàng gì, không đồng hương, đồng khói, không quen thân gì với gia đình tôi cả. Và chúng tôi đã được gặp nhau để truyền đạt và tiếp nhận truyền đạt của bà nội tôi như vậy. Phương thức giao tiếp giữa cõi âm và cõi dương thật thú vị và kỳ lạ. Chưa hết, ngôi chùa đã bị phá, thế mà anh Đông quê ở Hưng Yên tới đây làm việc mới biết có ngôi chùa và vẫn được tới chơi ngôi chùa. Chúng ta thì không thể hình dung ra được, không thấy được ngôi chùa, nhưng với anh Đông thì lại khác. Ngôi chùa vẫn hiện lên trong mắt anh. Anh kể không phải là anh mơ thấy ngôi chùa đâu, mà anh thấy nó khi anh thức trong đêm. Với chúng ta là đêm, nhưng với anh là khi tiếp cận với chùa thì là ngày, nên mới thấy rõ hướng mặt trời mọc, mặt trời lặn. Sau khi tôi đăng câu chuyện thì có nhiều bạn hỏi về anh Đông là người như thế nào. Anh Đông thì quê ở Hưng Yên. Anh ấy bắt đầu mơ thấy ngôi chùa trước khi về làm ở dự án thuộc đất của một tỉnh khác, nơi ngôi chùa đã bị phá cách đây 2 năm.
Tình cờ anh được tuyển vào làm việc ở dự án và phát hiện ra ngôi chùa nằm tại đất của dự án này. Trong 2 năm đó, anh ấy không hề quen biết gì về gia đình nhà tôi. Chúng tôi chỉ biết anh ấy trong tình huống mà tôi đã từng kể. Sau cuộc gặp gỡ với anh hôm đó, tôi về nói lại với họ hàng nhà tôi. Đa phần các bác, các anh, các chị nghe xong đều rất thờ ơ, không một ai vồ vập. Tất cả họ cũng bán tín bán nghi và bận công việc. Họ đều là cán bộ nhà nước, có người là cán bộ cao cấp, bận tối mắt suốt ngày, suốt tháng. Rồi một anh rể, con nhà bác còn phán đi tìm vàng là độc lắm, không nên theo đuổi. Tôi chỉ báo cáo với họ hàng cho minh bạch như thế thôi, và nghĩ mình tò mò muốn biết xem thế nào. Tìm hiểu tới khi nào tận cùng thì thôi. Nếu mọi người không vồ vập cũng không sao, mình sẽ tự đi một mình. Tôi đã chủ động tìm gặp khoảng chục nhà ngoại cảm, có những người nổi tiếng và có những người là anh em thân thuộc trong họ hàng nhà tôi, nhà vợ. Tất cả họ đều kiểm tra bằng phương pháp của họ và kết luận câu chuyện tôi kể lại, tức là câu chuyện mà anh Đông kể, là hoàn toàn chính xác. Có nghĩa cái việc chôn cất dấu tài sản của bà nội tôi là có thật. Chúng ta nên mường tượng thời đó dân ta bảo quản của cải quý giá chủ yếu bằng cách chôn cất mà thôi, chứ hệ thống ngân hàng đâu có phát triển và hoàn thiện như bây giờ. Theo lời bà nội, tôi đều tìm lại những nơi có cơ sở cũ của gia đình tôi ngày đó để kiểm tra. Trước đó, tôi có ghé số 1 Đông Tác là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thì cậu Nguyện, được gọi là cậu nhưng bà ấy là một người phụ nữ, là chuyên gia nổi tiếng ở đây, chắc nhiều bạn đã tới đây thì đều biết. Cậu Nguyện nói tôi đi chụp hình những cơ sở mà gia đình đã từng ở. Thực hiện xong, tôi cho cậu Nguyện xem các bức hình gồm khoảng 5-60 chiếc. Cậu đánh dấu những bức chụp những nơi có thể là nơi cất giấu và tôi lưu lại. Có một điều thú vị là khi xem các bức hình có ngôi chùa đã bị phá của bà tôi, cậu Nguyện đã nói đúng một thuật ngữ mà chỉ có dân ở đó thời đấy vẫn hay gọi là cái vồ, tức cái chảy, trong khi cậu Nguyện không biết đó là nơi nào. Tức là ngôi chùa nằm ở trên một quả núi to, trong cụm hai quả núi sát liền nhau. Dân ở đó ví hai quả núi đó như cái vồ. Điều này chỉ mình bố tôi biết, vì hồi nhỏ ông đã ở đây, và ông rất ngỡ ngàng khi cậu Nguyện cũng nói đúng cái thuật ngữ này. Nhưng đấy mới chỉ là một trong những tài liệu tham khảo. Tôi còn về đồn điền ở thị trấn gần nơi ngôi chùa, lần là khéo léo hỏi mọi người. Phải thật khéo léo, bởi không muốn cho mọi người có thể chưa biết khi nghe chuyện thì sẽ làm ở Mỹ, gây mất an ninh trật tự, mình sẽ bất an. Tôi có gặp ông Nguyễn Văn Hồi, là người ở làng đó. Ngày bà nội tôi ở đó, ông Hồi là một cậu bé trên chục tuổi. Sau ông làm trưởng ban cải cách ruộng đất của huyện, một chức trách có thể đem bà nội tôi ra đầu tố, thậm chí là xử trảm nếu bà còn sống. Bà thì mất trẻ, sinh năm 1952, nhưng cả nhà tôi đều nói may mà bà mất trước cải cách ruộng đất, nếu không thì cũng mệt. Nhưng ngạc nhiên là ông Hồi vẫn nhớ từng người nhà tôi, và ông nói rất kính trọng bà nội tôi. Bà tuy là địa chủ nhưng rất nhân hậu, đã từng mở kho thóc cứu mọi người vào năm đói 1945. Do ông từ tốn kể đại ý rằng sau khi bà nội tôi về Hà Nội thì người dân ở đây rộ lên phong trào đi tìm vàng mà bà nội tôi cất giấu. Thì ra bà chôn cất của cải, con cái không được biết, nhưng bà đã để lộ cho người ngoài biết, và họ chỉ biết là cất giấu ở làng của họ, chứ không biết chính xác là nơi nào. Đa phần họ đi tìm nhưng không thấy. Song có một gia đình đã tìm thấy được một ít. Nhà ông này thì có 4 người con trai. Sau khi tìm thấy thì 3 người con của họ chết tức tưởi, người bị tai nạn, người bị bệnh mà chết. Có lẽ tìm vàng là độc như thế. Tôi làm nghề nhà báo, hay đi họp báo ở Bộ Giáo dục. Do vậy tôi hay gặp và quen một anh tên là Ca, là một vụ trưởng của bộ đó. Thì ra đất ngôi nhà mà bà nội tôi ở những năm tháng tản cư trong kháng chiến chống Pháp giờ là của gia đình anh. Nhưng anh ở Hà Nội nên hôm tôi tới làng thì không gặp được anh. Chỉ được người nhà của anh khoe
là có anh làm ở bộ giáo dục mà thôi. Mấy tháng sau, tôi đi họp báo cũng gặp anh và kể về việc có tới làng thăm lại đồn điền của bà nội tôi xưa. Anh chợt mở to mắt hỏi tôi luôn: "Thế chú về đó đi tìm gì đấy?" Và sau này, anh vẫn muốn hỏi tôi là về tìm cái gì. Gần đây tôi mới nói thật là về tìm thực hư câu chuyện bà nội tôi cất giấu như thế. Qua thái độ của anh và mọi người, tôi càng hiểu dân làng có một niềm tin là bà nội tôi có cất giấu của cải ở làng quê của họ. Họ luôn xôn xao về việc này, nhưng tôi cũng không muốn tìm hiểu kỹ ở họ bởi có nhiều điều tế nhị. Nếu ai nghe kỹ bài của tôi cũng cảm nhận được những điều tế nhị đó. Cũng vì sự tế nhị đó mà tôi không nêu rõ địa danh ở đây. Tôi có quyết định tới gặp một ông anh có khả năng ngoại cảm rất tốt. Anh ấy cũng là một cán bộ cao cấp của nhà nước, nhưng không hề vô thần. Anh nhìn mặt tôi, đi quanh người tôi xem xét, rồi đưa ra kết luận: "Chú đừng đi tìm vội, chú chưa tìm được đâu." Tôi tin anh và đã dừng cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định đi thỉnh vong hồn bà nội để xem bà nói thế nào về việc này. Kết cục được gặp bà, tôi được nghe những thông tin bất ngờ, vừa lâm ly vừa buồn cười. Liên quan tới những câu chuyện mà chú Huấn Minh có chia sẻ, thì mình cũng đã trao đổi và được sự đồng ý của chú cho phép kể lại những câu chuyện khác của chú trong quá trình chú đi tác nghiệp tại mọi miền Tổ quốc. Những câu chuyện này sẽ được đăng trong series Nhân chứng sống của kênh truyện Audio Đêm Khuya. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy nội dung vừa rồi hay thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Đặc biệt là tham gia vào event 01 Tài xế và những câu chuyện lạnh gáy nhất đang được tổ chức trên kênh truyện Audio Đêm Khuya để có cơ hội nhận được những phần thưởng hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.